Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá, kết hợp với nuôi lợn, áp dụng kỹ thuật mới trong chăn thả, cách làm kinh tế của ông Châu Văn Phúc ở thôn Đá Đinh 2, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai trở thành điểm sáng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, mang lại thu nhập cao và ổn định. Nhận thấy nguồn nước tại khu vực này thuận lợi, ông Châu Văn Phúc đã dần chuyển đổi chân ruộng trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá. Đến nay, quy mô nuôi thả đã lên đến hơn 5.000 m2, với đủ các loại cá thịt như chấm, chép, rô phi và khu vực nuôi ươm cá giống. Trước thì làm ruộng nuôi là thấy kém năng suất quá, xong rồi chuyển đổi là đào ao, làm thì nói chung là so với cá với là làm ruộng thì cá nó vẫn hơn. Ứng dụng kỹ thuật mới vào nuôi thả nên thủy sản phát triển tốt, không bị dịch bệnh. Thức ăn của cá cũng được ông Phú tính toán hợp lý, kết hợp cám nuôi với thức ăn tự nhiên như cỏ, lá. Do vậy chất lượng cá thơm ngon và giảm một phần chi phí đầu vào. Mỗi năm gia đình ông Phúc thu từ 18 đến 20 tấn thủy sản, doanh thu khoảng 800 triệu đồng, trừ chi phí lãi khoảng 500 triệu đồng. Bên cạnh nuôi cá, ông Phúc cũng mở rộng quy mô nuôi lợn. Với hệ thống chuồng trại được đầu tư hợp lý, nuôi lợn nái để chủ động con giống và phát triển đàn lợn thịt mang về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Nuôi mỗi cá thì là không đủ công việc làm, bây giờ là phải nuôi cả lợn nữa. Để hai ông bà ở nhà con cái thì trưởng thành gia đình hết rồi, bây giờ phải nuôi cả cá, cả lợn mới đủ công việc làm. Sau khi mà ông Phúc này ông chuyển đổi sang làm thủy sản đem lại cái thu nhập cao thì các hộ sẽ chuyển đổi từ cây lúa sang phát triển thủy sản. Năng động, cần cù, lựa chọn hướng đi đúng trong phát triển kinh tế. Nhiều năm qua, gia đình ông Châu Văn Phúc luôn có thu nhập cao và ổn định. Ông cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, để một số hộ dân có điều kiện tương đồng có thể áp dụng. Danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh là phần thưởng ghi nhận những nỗ lực của lão nông ở xã vùng cao Tả Phời.